Giờ chúng ta sẽ đi xem đào các bạn. Đây, kia là quất, đây là đào. Đây là đào cành. Đào cành. Đấy. Bây giờ đã buộc hết rồi này anh. Đúng rồi, phải buộc. Đúng là như mọi năm là anh buộc hết lâu rồi. À. Nhưng mà năm nay vợ vừa đi làm. Đấy. Đây đào 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 sỏng nhìn. Nhà anh là đều là mắt ép ép hết. Đây này, ví dụ nó nở một phát này nhá. Đây này. Ba, đây là ba đúng không bà? Nó nở ba lần đây, luôn. Đây, các bạn nhìn này, có ba bông liền này. Ờ. Cái đào này là đào ghép hay đào rừng hay đào gì anh? Đào ghép. Đào ghép à? Ghép coi như không khác gì như kiểu từ cây đào rừng ra đấy. Vâng. Đấy. Đây đào cành. Như ở đầu video mình nói đấy, vườn Tùng Liên này có cả quất này, cả hồng, cả đào, thậm chí các bạn có thể nhìn thấy cả bưởi Tết kia kìa. Đây. Đây này. Cây này nó Tết thì trời thì chấm hết luôn. Nó mắt nó dày. Cái đấy trời sợ đến hết giảm tháng riêng chưa chắc đã hết. Chưa chắc đã hết hoa. Đây. Đấy, các bạn nhìn ở đây này, này có vườn quất kìa. Một loạt đây, đây là đào đấy. Đào này có năm nào mình đánh trượt Tết không anh? Tức là hoa nó đánh trượt Tết đây. Không. Không à? Phải có kỹ thuật. Trừ khi về thời tiết là quá oam lắm rồi nhỉ? Trừ sợ nó nở trước thôi. Còn nở sau bây giờ đều có thuốc hết là mình có can có đây. Cái đây cũng mắt kép nha các bạn, mắt kép đấy. Đây là đào phai. Kia là tôi nói là bích đào. Bích đào cái màu nó đậm. Lên đây thì các bạn thấy rất là nhiều đào luôn. Đằng này thì có cả đào rừng. Đào rừng ạ. Đào rừng là đang. Nhưng cái cây này là để cho năm sau này à anh? Đó đang ghép để ấy đây à? Một loạt từ đây xuống dưới kia kìa. À. Là gọi là mình cứ khai thác dần. Vâng. Mỗi năm mình ghép mà nó được thì mình sẽ nuôi mình khai thác để mình làm như cái loạt đằng trên kìa. Đây. Cây đào 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 rừng này. Cây này rất đẹp. Mắt thì dày lắm. Đây. Tầm này mà các bạn nhìn đào qua video của tôi thì nói thật là các bạn chỉ thấy cành thôi, các bạn phải tới tận nơi các bạn nhìn mới thấy nụ. Đây này, hoặc cái quay này đấy thì các bạn thấy này. Đấy. Nó khắc quất thì các bạn nhìn thấy quả ngay. Đây có một loạt nữa nhỉ. Đang khai thác dần. Mỗi năm khai thác một ít. Ở cái làng hoa Phù Vân này có nhiều nhà trồng quất với đào nhà ngoài. Có nhiều. Nhưng mà nó từng khu thôi. Từng khu à? Có mỗi khu anh là làm quất thôi. Còn khu trên kia lại làm hoa. À. Như cái tầm tuổi anh là toàn đi công ty công xe. Vâng. Anh sinh năm bao nhiêu? Anh cái tuổi mà có 90 thôi. Ủa 90 thế là cùng thế với em 91. Thế mà anh em vẫn còn đang lông bông. Vì đi Đông Tây Nam Bắc chán rồi. Đấy. Ngày xưa là đi vào trong đấy gọi đi tứ tung. À, cái làm này thì ngoài mình bán ở vườn thì mình có mang lên cái chậu hoa ở trên chỗ sân vận động này. Chậu hoa Phù Lý ấy. Bán ở cái bệnh viện đa khoa cũ ấy.
Bây giờ là chỗ Hà Co. Bây giờ là cái có phải chỗ trừ chỗ đường Nguyễn Khuyến không nhỉ? Chỗ Hồ Bầu kìa. Chợ Bầu. Bây giờ là cái chùa Đôi Cô đấy. Em không biết. Em về vì bình thường là em thấy là có một cái chợ hoa ở chỗ sân vận động ấy. Đấy. Đấy là cái khu trung tâm. À. Nhưng mà hầu như là khách họ đến vườn nhiều. Vâng, đúng rồi. Chỉ có ví dụ những lúc cuối thì mình khách người ta ấy thì mình đi có người đi chợ thì mình bán sang đấy. Cái cây này nó đẹp. Cây này mất bao nhiêu năm chăm sóc vậy anh? Nếu mà tôi tính là 7 năm. Dòng tầm khoảng 6-7 năm này. Ví dụ cây này bán thì anh bán khoảng bao nhiêu đây? Có khách giả đang giả là 4 triệu là đang phân vân. Phân vân. Là bà từ từ suy nghĩ đã. Vì có cây bé hơn mà ông chú bán đã 3 triệu mà cái cây này nó đẹp chứ. Mà to. Gốc này rất to nhưng mà gốc này phải chỗ này bằng gần cái bắp đùi vậy. Bạn nhìn trong video vậy thôi này. Rất là to. Đây, kia các bạn nhìn thấy kìa, cổng làng văn hóa kìa, làng hoa Phú Vân kìa, đấy, cái cổng làng đấy. Ở đây ạ. Đấy núng nuôi phải đi. Vâng à đây. Chú mưa. Đấy. Tức là anh một mình làm à? Một mình làm. Ôi. Là tổng chỗ này là 2.5 thế thì thời gian thì ở đây còn nhiều hơn ở ngoài ở nhà nhỉ? Đúng rồi, ở nhà thì có buổi tối ở ngủ thôi. À. Nhưng mà cái dịp này thì cũng phải ra trồng như anh nhỉ? Tết tiết đây là ở nhà, ở đây là quanh coi như là cắm cung cả ngày cả đêm, coi như là cắm cung đấy. Đào không cành cắm lọ này. Em có của cho mình giữ. Vâng. Đang đến thì thu hoạch chứ. Những cái đào buộc như này là đào cành nha các bạn. Này. Mắt thì phải quả mắt. Vị đại. Cái đào mà ấy như này thì là kỵ nào kỵ mưa không? Anh kỵ nước. Kỵ nước. Đấy. Cái đợt mưa bão kìa. Vâng. chết hết còn mấy đâu. Quất thì mình quay cũng video rồi đây, anh em có điều kiện thì ghé qua nhá. Rất vui được gặp anh chủ vườn. Em cảm ơn anh nhá. Chúc anh năm nay bắt hàng. Đây, là nhà vườn Tùng Liên nha các bạn nhé. Đây, số điện thoại đây. Mình quay lại một lần nữa. Đây.